Hội nhà trai ơi! Hội nhà gái ơi! Nhà trai thì hăng hái, chứ bên gái kém gì đâu đúng không ạ? Chúng ta sẽ ủng hộ cho hội nhà gái được không ạ? Hội nhà gái ơi! Quý vị ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Chúc mừng hạnh phúc! Hào hoang siêng sáng đó! Hào ốp ưng, anh ốp đơ bì lòng ơi! Hào hoang đó! Tay đó.
tay cô dâu thì hoãn thật chặt, giữ tay cô dâu thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường. Còn chị đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào mà không cửa lứa đôi, đúng là trong hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Vâng à, đôi ta như thể đôi tầm, cùng chung một lá cùng nằm một mong. Đôi ta như thể đôi ong, con cuốn con quýt, con trong con ngoài. Kính thưa quý vị, thưa duyên hội hôn thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là chú rể anh Trung, cô dâu Thị Hoán. Vâng là chú rể anh Trung trông rất đẹp trai, mà cao tốc phong độ thì không ai đẹp bằng, mà cô dâu Thị Hoán lại. Phòng tiệc cưới trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ dành cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật lớn trị giá 10 tỷ đồng được không quý vị ơi? Kính thưa quý vị thân mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ đứa con khôn lớn, mang cả tấm thân người cha che chở đời con. Ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta không thiếu được những bậc làm cha, làm mẹ, sau thân phụ mẫu, đứng bên cạnh cặp đôi nương để ra mắt với toàn thể quý vị. Và tôi còi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phái đoàn Hò Nà Trai, có bố Quảng Văn Ninh, mẹ Lường Thị Lún, là sau thân phụ mẫu của chú rể anh Trung. Xin mời hai bác sẽ cùng nắm tay kết tình tham gia phái đoàn Hò Nà Trai trong buổi trưa ngày hôm nay là phái đoàn Hò Nà Gái đến từ xã Trường Ân, huyện Quỳnh Nhai. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bố Hoàng Văn Toàn, mẹ Hoàng Thị Sáng. Xin trân và rồi heo đường ngoài cũng đã bước lên trên sân khấu hạnh phúc, và hình như quý vị ở phía dưới lại quên vỗ tay. Một tràng vỗ tay thật lớn cho heo nào quý vị ơi. Vâng, và hiện diện trên khấu lúc này là hai họ, vâng à, rất là tuyệt vời, vâng à, khuôn mặt dạng người và hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tuân còi xin trân trọng giới thiệu phái đoàn Họ Nhà Trai, có bố Quảng Văn Ninh, mẹ Lường Thị Lún, là song thân phụ mẫu của chú rể anh Trung. Xin mời hai bác sẽ bước lên một bước để quý chào cũng như ra mắt với tập thể quý vị. Số mời à em bước từ bước bước nâng cùng chào tỏ đón khách quý nơ pi nông nơ mời à em nơ. Số mời à em có diệt thủ tục tự ăn tới đâu ấy áo cán tóm mưa tỏ đón hơn trai pi nông ơi. Và kết tình tham gia với phái đoàn Họ Nhà Trai trong buổi trưa ngày hôm nay là phái đoàn Họ Nhà Gái đến từ xã Trường Ân, huyện Quỳnh Nhai, anh Hùng. Vâng ạ, bố Quảng Văn Toàn, mẹ Hoàng Thị Sáng. Xin trân trọng kính mời hai bác sẽ bước lên một bước để quý chào ra mắt với tập thể quý vị. Vâng, và ở chính giữa là cặp đôi hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể anh Trung, cô dâu Thị Hoán. Xin mời hai bạn sẽ bước lên một bước để quý chào ra mắt với tập thể duyên hội hơn. Những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Kính thưa quý vị thân mến, từ khi còn trẻ còn bé, chú rể anh Trung, cô dâu Thị Hoán được sinh ra và lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông nhau chèo lái con thuyền của mình. Và hôm nay đây đã cập đến bến bờ hạnh phúc, được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được chính quyền sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày 31 tháng 1 năm 2024, tức ngày 21 tháng 12 năm Quý Mão, gia đình nhà trai chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho chú rể anh Trung sánh duyên cùng với cô dâu Thị Hoán trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tuyên còi thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cặp đôi đương, xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của anh Trung Thị Hoán, Thị Hoán anh Trung chính thức được bắt đầu. Nổ ra một tràng vỗ tay nào quý vị ơi. Trong không khí vui tươi, hôm nay trong khán phòng hạnh phúc, một màn bắn pháo hoa tổ chức lễ thành hôn cho anh Trung Thị Hoán rất là tuyệt vời phải không quý vị? Kính thưa quý vị, dù là trai hay là gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc khác, dù ở Vinh hay ở Huế, dù làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng tạp hóa, ở trong xã cùng thôn, những ai có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể anh Trung sánh duyên cùng với cô dâu Thị Hoán, gia đình nhà trai chúng tôi xin được cảm ơn chân thành nhất.
đầu xuân năm mới. Chúc cho quý vị ước gì được nấy, ước bé được to, rủi ro qua hết. Trong nhà lúc nào cũng có tập tiền to nhé quý vị nhá. Đầu xuân năm mới, xin thay lời cho gia đình nhà trai, thay lời cho cặp đôi nương. Vâng ạ, xin kính chúc cho các cụ ông thì sống lâu trăm tuổi, chúc cho các cụ bà sống đến đầu bạc răng long, chúc cho quý mợ quý hai, chúc cho lời chúc sức hành dẻo dai, mà nam thanh thì lấy được vợ hiền, nữ tú thì lấy được chồng liền tháng sau. Chúc cho các cháu nhỏ lao tao, chúc cho các cháu ngày sau nên người, và cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng cười và luôn đạt điểm mười ở mọi nội dung. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, Sơn La của chúng ta có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, và mỗi dân tộc thì đều có phong tục tập quán riêng của mình, và dân tộc Thái của chúng ta sẽ nói lên điều đó qua phần lời giới thiệu, phần trình bày thay cho lời muốn nói của hai họ cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, nếu mà được quý vị dành cho tôi còn một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Trên đây đó trên tôi khỏi cả cho phép bên lúc chuẩn bản phù trợ hy, cho phép bên lúc bí thư phù trợ quảng trang thánh bản là mương, cho phép bài cánh nòng tên cầu tên ship cơ bà máu bò mè pê nò cho món này tú em xa ải tá em nay hôm qua mười năm châu cả năng lực bài hát bài cho nàng chầu lúng chầu ta má cục má cù má sú má phành thành hớt là rào ở tầm buồn lúc nà buồn ta lướm lướm tre bé cùng trắng xinh tiền hay nà lô làn hâu bò mè ải em điêng sùng trùng nhớ nhau hôm buồn lung lan hôm bàn lúc lửa nhưng thì hoàn qua cả trắng dao biển xào trai anh trung qua cả thằng giáo biển báo sao phong ta ở của ép bàn sai trai lần nữa của ép bàn nằm khắp bao bất chư hỏng hạc luông trời hỏng pháo luông tanh bữa chưa chưa tới nay xài tư ủ tê ra bữa chưa chưa tới nay xài mất kiểu cơ bà móc bò mè bên nò sức anh trung qua cả thằng nung sửa bắt hèn lông lầy nung sửa bắt bó bắt có ó tủ bỉn qua trong bò nòng là nòng thị hoán ai chùm lẽ hiền nong là nung sửa phần lón ai ha chở anh thân ê ai chùm lẽ hiền nong là thị hoán nung sửa phần lai lành ai ha chở kiểu ai ẻ nong mới chơi sụt phát tòi em ai bây giờ mới chơi chăn cò ai ẻ nong mới chơi sụt hòm tòi em ai bây giờ chơi chăn cản ai ẻ nong mới bú hay cà phê tòi em ai bây giờ chơi pin tám buông hôm phần bù đừng chơi lại cầu ship tấn chú điều thế đấy nong là nong xài sường ai ơi chết ăn nhìn thị hoán của tôi sao ai hoang vẫn toàn ai cò chở anh trai anh chung của tôi sẽ êm lương thì luôn êm có hạt có bánh mùa nặng mưa ni mưa lý bên chân mưa sắn bên chép mưa lẹp bên lý tì bơn mạc hừn nhìn qua ta sạt lèn sơ hà trai sang sạt lèn pha xú bên nóng phù vua mía bên đồi sức đôi thú bên cù sức cù kim cả đang giải thêm mới ở nòng số lại na lúc tà số lại bàn các phùng bàn số lại phường hao cái năng bất trình báo trì hao năng thấy năm mưa xử lý bì hồ kiềng mít phòng lá má xúc xó phòng bì phúc so hôm trái tim bưng hạnh phúc ở lô lan tây hương chung khỏi mỡ khỏi cổ bố biết sẵn gần xưa cho tăng nà ải bố em ra ải tài em nay tăng nà đối phía bên nóm cho chúc gặp bên ông hâu ó bờ lì bì mỡ dân sang lì lầy cây sang lì tin tảnh ngô hắn phải lầy tảnh quay hắn phải lắm hở ải bố em ra ải tài em nay đối phía bên nóm tây hương chung khỏi mi tăng bài sử má giảm nếu ải nòng bò mẹ cho phủ cho cô đây nữa ảo cằn tổ mưu cho mùa đây bì nòng ơi. Thưa quý vị thân mến, ngày vui, ngày hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay, những bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, cô, dì, chú, bác có món quà yêu thương gửi tặng đến hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên đến từ bố mẹ của chú rể, xin trân trọng kính mời. Và món quà tiếp theo xin trân trọng giới thiệu, món quà đến từ bố mẹ của cô dâu, xin trân trọng kính mời. Những bậc làm cha, làm mẹ, sinh con ra, nuôi con lớn từng ngày, có lúc hoạn nạn, có lúc khó khăn nhưng vẫn đang níu con chăm chút con như hoa trên cành, mà hôm nay nhìn thấy hai con hạnh phúc, lòng cha mẹ cô dì chú bác thỏa nỗi ước mong, rất là tuyệt vời. Món quà rất là tuyệt vời phải không quý vị? Vâng ạ, xin được hai bên gia đình gửi tặng đến hai con thân yêu trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời. Món quà đầu tiên, món quà ải phú đinh nôi tặng hở đội phía bên nóm. Món quà thứ sáu, sống mấy em nay đình nói dù cơ xa chiếc ơn huyện Quỳnh Nhai anh hùng tặng hở đội phía bên nóm 60. Liên tục chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình ông bà Đại Dương, xin trân trọng kính mời. Liên tục chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu
món quà đến từ gia đình mẹ Lả. Xin trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình chị Phương. Xin trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình anh chị Toàn Tuyết. Xin trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình anh chị Hoàng Soạn. Xin trân trọng kính mời. Và món quà cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình anh chị Thoa Tâm. Xin trân trọng kính mời. Thật đúng là quà này mẹ tặng hai con, mong con hạnh phúc trên con đường đời. Đám cưới mẹ nói trả lời. Chúc con xin dựng cuộc đời không ai. Nếu sinh một bãi một trai, mới dậy con lớn thành tài mẹ vui. Những món quà đi từ làm anh làm gì, làm ra gì cổ mờ. Đó là những món quà rất là yêu thương, rất là nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ được biết đến anh Kim và Sài Chỉ. Sẽ được hai con đem đi xếp làm cuộc đời mình. Chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, thiên thu ghi tạc tình sông núi.
ta xứng từ nào ấy, ta hỏi ngoài tây xứng tây tất cả hai có là lo ta đã thấy hà lại vừa lý bên chăn mưa sẵn bên chết mà đẹp bên lý từ đang ai ép và cả đang thế là chạm cúng từ nào ơi vì lâu cả đang hà lại vừa lý bên chăn mưa sẵn bên chết đang nhẹ đó đi hồ cái ta ta xong đi thằng lá má xuống sông bồ sông bê sông bèn đã bị ta mới biết sẵn lần xưa biết trên nào thức đáng thôi từ nào ơi đã thèm sao đã chọn sẵn ta làm gì đâu đi đâu ơi.